Kính thưa quý vị và các bạn, dù không ai lên án gay gắt việc chị em phụ nữ mãi mê buôn chuyện khi bất chợt gặp nhau trên đường, bởi đó cũng là nhu cầu có thể thông cảm được. Tuy nhiên, không thể vì thế mà bất chấp nguy hiểm dừng xe giữa đường hay đứng nói chuyện ngay trên dòng xe cộ đang lưu thông. Hành động đó không chỉ ảnh hưởng tới người xung quanh mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào phản ánh vấn đề này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh đừng tưởng không sao của tác giả trúc hà qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim liên trong gia bà năm ngọc loan trong gia giàu con gái bà năm tường duy trong gia hiệp Hở phúc trong gia ông tư ba của hiệp minh hiển đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn ông tư đang ngồi nhà trước uống trà thì Hiệp đi thể dục về tới. Ủa, bữa nay ba đi thể dục về sớm vậy? Ba đợi con tắm, rồi con chở ba đi ăn sáng. Thôi, sáng ba ăn không có quen đâu. Chút nấu cơm ăn luôn con. Lâu lâu con mới nghĩ mà. Chở ba đi ăn sáng uống cà phê cho thoải mái. Ba đi thể dục vòng rồi. Giờ ngồi nghe tin tức một chút rồi nấu cơm ăn là vừa. Bữa nay con ở nhà, ba lo chi chuyện cơm nước. Đi ăn sáng xong á Chú con ghé mua đồ ăn sẵn, rồi trưa ba con mình ăn luôn, nấu nướng chi cho nó mệt ba. Ba không có quen ăn đồ nấu sẵn đâu, con rảnh thì kiếm dâu và có cháu nội cho ba ẩm đi. Chuyện đó ba an tâm, con đã có mối rồi. Vậy hả, mối nào, ở đâu, con cái nhà ai? Em giàu con cô Năm đó ba. Thôi thôi, ngưng đi con, chỗ đó không có được đâu, con tìm chỗ khác đi. Ủa, sao vậy ba, tụi con tìm hiểu nhau cũng được một thời gian rồi. Hợp ý lắm ba. Bà. bà nói thôi là thôi, con đừng có dính vô chỗ đó. Nhưng vì sao chứ? Giàu hiền lành, giỏi giang. Sao ba không đồng ý? Nhưng mà má nó là không có được. Má mà không tốt thì con sao tốt được hả con? Con thấy cô nằm giỏi giang, một mình nuôi con. Biết bao nhiêu người theo đuổi mà cô vẫn ở vậy. cũng tốt mà ba chê chỗ nào? Thôi 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 thôi. Mày yêu nên cái gì mày cũng thấy tốt hết à. Bữa trước đây nè, Ba đi chợ không? Thấy bà với bà Tư á, đang chạy xe, mà hai bà dừng giữa đường, rồi tám chuyện quên cả trời đất luôn. Ta nói uh, chiếc xe tải ở phía sau á, nó bóp càng in ổi. Hai người còn quay lại, nạt người ta nữa. Nói sao không chạy qua bên kia mà bóp còi ôm um sầm. Mày nhắm chịu nổi không? Bó tay luôn ấy à. Chắc có chuyện gì gấp nên hai cô mới dừng lại nói chuyện. Thông cảm được mà ba. Phải chi hai người tấp vô lề nói chuyện, thì ai mà bực. Đằng này, mắt nói là dừng giữa đường nấu vậy hà. Không có thèm quan tâm xe cổ đang chạy ào ào nữa. Rủi xe nó chạy nhanh, nó thắng không có kịp, thì báo người ta rồi. Bà nói đúng, nhưng lái xe thì phải quan sát, phải tỉnh táo chứ ba. Cũng đâu đổ lỗi cho mấy người dừng lại giữa đường được. Trời đất ơi, hiệp ơi là hiệp. Mày mù quán quá xá rồi. Sai sợ sợ vậy mà mày còn binh cho được nữa hả? Cái kiểu vậy người ta gọi là vô ý thức đó. Hại không chỉ bản thân mình mà còn gây quả cho người khác đó. Bà, tuy cô năm như vậy nhưng em giàu đâu có có đâu. Tự dưng ba cấm thì kỳ quá à. Không có kỳ gì hết trơn á trời. Phụ nữ nhiều chuyện thì ai cũng biết rồi. Di truyền đó. Con sợ ba luôn à. Đó giờ con chưa nghe nói. Hai người yêu nhau bị ngăn cản là do cái vụ nhiều chuyện mà ra cả. Tại bay chưa có hiểu cái sự đời, ha? cái tánh nhiều chuyện á, nó có thể giết người luôn đó chứ. Không có xem nhẹ được đâu con. Chấm dứt sớm, bớt đau khổ con ơi. Nhưng hai đứa con yêu nhau, chuyện không đáng mà ba kêu con nghĩ yêu. Ác dữ lắm đó ba. Ác cái gì? Không có con này thì thì mình kiếm con khác. Tôi nói con gái nó đầy đường bộ hết rồi hay sao? Nhưng con chỉ yêu em giàu thôi. Ba mà không chịu, con ở vậy luôn á. Ờ, ừ. Thì cứ tự nhiên đi con Con nói thiệt đó Con chỉ cưới người con yêu làm vợ thôi Ba chờ coi Tại nhà bà Năm Bà đang dắt xe ra cửa Thì vào chặn đầu xe lại Cái con này làm gì vậy Định cướp xe hay làm sao Má, má định đi đâu vậy Đi chợ chứ đi đâu Sáng sớm á con đi chợ rồi Má không có cần đi nữa đâu Kỳ à nghe Bình thường má đi chợ Con lo mai giá làm Sao bữa nay đi chợ luôn vậy Tại con thấy má lớn tuổi rồi, chuyện chợ búa từ nay á để con lo cho. Đi làm như không lấy chồng, ở vậy lo cho má suốt đời luôn hả? Vụ đó tính sao đi má ơi, từ giờ á má khỏi đi chợ, mà má cũng đừng chạy xe nữa nha má. Vụ gì vậy? Xe như là cái chân của má, bé kêu đừng chạy á là treo chân má lên rồi. Má lớn tuổi rồi, chạy xe nguy hiểm lắm, nên má nghĩ chạy là tốt nhất đó má. Làm sao? Tao thấy có cái gì không đúng đâu nè. Nãy giờ bây cứ nói lòng vòng hà. Có gì nói thẳng ra đi. Quanh co chi cho mệt. Thì cái vụ dừng xe giữa đường á. Đứng nói chuyện á, là nguy hiểm lắm. Má đừng có làm vậy nữa nha. Có gì cần nói á. Thì tắp vô lề đường cho an toàn nha má. Nghe mấy người kia nói lại á. Cái vụ hôm trước á. Má đứng nói chuyện giữa đường mà con hết hồn luôn vậy đó. À thì ra bay nghe lời người ta. Định cấm không cho tao ra đường nữa chứ gì. Mấy người nào? Ai? mày nói rõ ra đi thì thì mấy người đi đường á mà họ thấy má dừng trước đầu xe tải á nên nói với con người ta nói lại như vậy á là cũng vì lo cho má thôi dừng xe thì sao ảnh hưởng tới ai mà họ nói tao có chân có tay tao muốn dừng tại đâu thì tao dừng mắc mớ gì đến họ ai nói gì thì ngon ra đây nói nè <laughs> má ơi má đừng có nóng người ta cũng muốn tốt cho má mà rủi á có xe không thắng kịp thì sao lúc đó con biết làm gì <laughs> Mày lo hay là mày trù bà già này? Không có rồi má ơi, con lo cho má thiệt mà. Giờ má đi lòng vòng ở đây thì đi bộ, có đi đâu xa thì con chở má cho an toàn nghe má. Tao còn chân còn tay, không có mắc gì phải phụ thuộc ai. Tao muốn đi là đi, không ai cấm cản được tao đâu. Bây giờ ra đường xe cộ nguy hiểm lắm ơi, tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày à. Con lo cho má, nên khuyên má vậy thôi, chứ có dám cấm cản gì má đâu. Trùng nữa, dừng xe giữa đường là gây tai nạn hả? Tao đó giờ mới nghe à. Thì uh, tai nạn bất thình linh xảy ra Đâu ai biết trước được đâu Phòng tránh á, uh, chuyện tốt hơn mà má Trứng <laughs> <laughs> bài đặt khôn hơn dịch Tao muốn làm gì thì tao làm Không ai có quyền xiên xỏ hết trơn á uh. Thứ đồ nhiều chuyện, tránh đường cho tao đi coi Má, má Tại một phòng khám tư Bà Năm đang ở trước cửa phòng khám Thì giàu và Hiệp cùng nhau chạy tới Cô Năm, bà còn có sao không cô Năm? Bác sĩ đang khám cho ổng chắc không có sao đâu Nhưng má đi đâu Rồi bác tư bị sao vậy má Thì má đang định chạy qua bà Sáu Nhưng giữa đường thấy đông người nên dừng lại Trời đất ơi Má nhìn một cái hồn vía lên mây Anh tư với mấy người kia ta nói nằm la liệt trên đất Hỏi xung quanh thì mới biết Có vụ tai nạn Hai xe máy đụng nhau Mọi người đang ở hai bên đường chứng kiến Thì có chiếc xe tải mất lái Đâm vô đám người với xe đậu ven đường Trời ơi nguy hiểm quá rồi mọi người có sao không má? Nhóc luôn, bị nặng bị nhẹ gì đủ hết á. Mấy người nặng thì đợi xe cứu thương chở vô bệnh viện. Má thấy anh Tư bị nhẹ, má chở vô phòng khám này cho lẹ. Chứ vô bệnh viện xa mà giờ ở trong đó chắc đông lắm. Cũng may ấy gặp cô Năm, con vừa nghe thì con chạy ra đây liền. Rồi sao à? con nhỏ này cũng ở đây? Dạ, thì kìa, bác sĩ ra coi kìa má. Dạ, cô Năm chỉ dạo vô phòng đi, con đi hỏi thăm bác sĩ tình hình của ba con. Ừ, Vậy con đến gặp bác sĩ đi Mình vô thăm bác Tư đi má Ừ Anh Tư anh thấy làm sao trong người rồi Có chỗ nào đau không Cũng hên là tôi đứng ở phía trong cùng Nên bị nhẹ Xây sát chân tay chút hả cô Vậy là bác Tư không sao Con mừng quá à Ủa mắc mới gì mà mày mừng dữ vậy Thì thì con lo cho bác Tư mà má Con nhỏ này bữa nay ngộ dữ à nghe Con con cũng bình thường mà Bác Tư Bác thiệt khỏe chưa bác? Sao? Anh có cần lên bệnh viện lớn khám lại không? Thôi không cần đâu cô. Bác sĩ khám kỹ rồi. Tôi không có bị gì đâu. Ờ, sao cháu giàu biết mà tới đây vậy? Ờ, còn thằng Hiệp đâu? Dạ, nãy con đi với anh Hiệp. Anh đi gặp bác sĩ rồi bác. Ba, ba thấy ổn rồi hả ba? Bác sĩ cho ba về nhà để theo dõi. Ờ, không có sao đâu con. Ba biết trong mình trong mấy ba mà. Ba đi đâu quá rồi bị vậy. Bình thường ba cẩn thận lắm mà. Dễ gì bà đứng ngoài đường Bà có đứng ở ngoài đường đâu Hai người chạy xe máy gây tai nạn Rồi mọi người gọi điện thoại báo công an Xe cứu thương Những người đi đường thấy vậy Nên xúm lại gom đồ của nạn nhân lại cất Bà cũng đứng nói chuyện có một chút xíu Thì xe tải mất thắng Lao vô Thành ra tan quang hết trơn hết trội Thiệt là xui rủi quá trời Quá trời nguy hiểm luôn Đó má thấy không Mình đâu biết trước được gì đâu dừng xe giúp người nhưng không may tai nạn bất ngờ dán tới á má biết rồi nói hoài hà thấy ngoài đường hồi nãy là má sợ rồi nãy ráng chở anh tư đi khám bệnh chứ má cũng run dữ lắm á chuyến này chắc cũng hạn chế lái xe à dạ vậy thì tốt quá rồi mai mốt á má muốn đi đâu á má nói con chở cho má đi nghe không lẽ con không lấy chồng mà ở đó chở má suốt đời hay sao dạ còn có con nữa làm sao thì chỗ xóm viền anh hiệp á anh muốn giúp má con mình đó mà ba cho phép con giúp đúng không ba ơi bộ ta không cho được sao dạ con cảm ơn ba giờ ba thấy ổn rồi á thì mình về nhà nghỉ cho khỏe đi ba ừ nghỉ khỏe ít bữa rồi uh, tôi qua nhà cô năm nói chuyện tụi nhỏ nghe cô năm ủa ủa anh nói gì vậy anh tư uh, chuyện tụi nhỏ tụi này <laughs> không lẽ nó cô thấy vậy mà không biết hay sao Hèn chi hồi nãy giờ, hai đứa nó cứ nói à... Ừ, thôi, sáng mình chọn ngày tốt luôn đi. Rồi tôi qua thưa chuyện với cô, nghe cô Năm. Thưa gỡ gì anh ơi, tụi nó chịu thì mình cũng ưng thôi. Nó có chỗ có nơi, tôi cũng an tâm. Con gái để trong nhà cũng lo lắm. Má, tụi con á vẫn còn đang... Nhìn mặt là biết hai đứa mày á, tính dùm cho ba má hết rồi. Mắc cỡ chi nữa? Nhưng cái vụ hứa hồi nãy là cô nhớ thực hiện nha. Vụ tụi nhỏ hả? Được rồi, tôi giữ lời mà. Không có phải cái vụ đứng giữa đường nói chuyện đó. Đừng tưởng nó không sao à nha. Vụ đó hả? Tôi sợ rồi. Muốn nhiều chuyện thì tôi rủ vô nhà nói luôn cho an toàn. Không có dám ở ngoài đường tám đâu anh ơi. Dạ, vậy coi như trong rủi có cái mai. Mình về nghe ba. Để mai còn qua nhà cô Năm nữa Trời cái thằng này Mày làm gì gấp gáp gì vậy mày <laughs> Ông bà mình nói Cưới vợ thì phải cưới liền tay chứ gì Cái này á Mày giống bà đó ngàn. Thôi vợ về nhà để mai làm liền chị xui ơi Rồi anh xui về nghỉ ngơi ha Con vào Con chở má qua nhà bà Tám Để má nói chuyện với bà Chủ yếu là dặn bà đừng có dừng xe nhiều chuyện giữa đường nữa, nguy hiểm lắm, chứ đừng tưởng nó không có sao. Dạ, qua bên đó, con cho má nói chuyện với bà Tám hết ngày luôn. Trời đất ơi, mày làm như tao nhiều chuyện lắm vậy, khai xấu má không hà? Vậy coi như chuyện nhiều đi chị xui, nói chuyện ở trong nhà sẽ không có gây nguy hiểm là yên tâm rồi. Trời đất ơi, cái anh này. Quý chị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh đừng tưởng không sao của tác giả trúc hà mà quý chị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý chị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt